Hello, chào tạm anh em nhé. Trên tay mình hiện tại đang là một cái bộ phụ kiện chơi game PUBG Mobile, bàn phím chuột trị giá khoảng hơn 20 triệu anh em nhé. Hơn cả một cái PC luôn, một cái PC gọi là cấu hình khá là khủng đấy. Đó thì đây là một cái bộ mà anh khách đã đặt hàng của bên mình nhé. Thì bên mình có rất là nhiều anh em đặt những cái bộ combo kiểu như này, nhưng mà hôm nay mình mới gọi là được nhận một cái bộ combo xịn sò này, nên là mình mới làm cái video cho anh em nhé. Và bóc hộp ra để map phím các kiểu cho anh khách này luôn, để anh ấy về nhà chỉ việc cắm vào phát là chơi một cách ok, ngon lành nhất cho anh khách nhé. Rồi, đầu tiên thì cái bộ phụ kiện này anh em đập vào mắt anh em đúng không? Samsung Galaxy Tab S7+, một chiếc gọi là máy tính bảng xịn nhất ở cái thị trường hiện tại bây giờ ở trên cái thế giới Android anh em. S7+ anh em nhé, tần số quét 120Hz, sử dụng con chip Snapdragon 865 Plus. Đó, một con máy gọi là xịn nhất ở cái thị trường bây giờ luôn, phiên bản Việt Nam nhé, hoàn toàn có sim, có siếc đàng hoàng anh em nhé. Còn nguyên siêu anh em nhé. Đó, nguyên siêu luôn, anh em có thể nhìn thấy nhá. Ok nhé, nguyên siêu này. Rồi, tiếp theo, đây là cái K5 này, HandJoy K5 vẫn còn nguyên siêu nhé. Đó thì con này tí mình sẽ bóc ra và độ luôn và test luôn cho anh khách, để khi anh ý nhận được hàng, anh ý chơi nó sẽ không bị lỗi nhé. Anh khách này ở tận Hồ Chí Minh cơ. Và một con chuột này, đấy, con chuột này, cục sạc của HandJoy nhé. Đó, cục sạc của HandJoy này, chuột HandJoy luôn, cục sạc HandJoy luôn. Đây, ba cái này là đồ HandJoy này. Và tiếp theo này, đây là một cái tai nghe HyperX Cloud 2. Con tai nghe này thì anh em biết là mình đang sử dụng cái con tai nghe này, và rất là nhiều cái game thủ chuyên nghiệp khác cũng hay dùng, như kiểu YouTuber Jin cũng dùng cái con tai nghe này này. Nghe tiếng chân rất là kinh khủng này. Hoặc là bóc Louis ấy, bóc Louis ngày xưa ấy cũng dùng cái tai nghe này, nhưng mà bây giờ bạn ấy chuyển sang cái tai nghe đeo nhỏ nhỏ hơn rồi, để lái chim nó đẹp hơn. Đó. Em thấy chưa? Còn nguyên siêu nhé, rất là nhiều YouTuber sử dụng cái tai nghe này nhé. Bây giờ mình sẽ gọi là bóc siêu cái Samsung Galaxy Tab S7+ của anh khách này ra nhé. Anh em nhìn này, S7+ nha. Đó, còn nguyên siêu nhé, bảo hành chính hãng của Samsung Việt Nam thôi anh em nhé. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bóc siêu anh em nhé. Anh em nhé, anh khách là tất cả anh em đều có thể nhìn thấy nhá. Là còn hàng hoàn toàn còn nguyên siêu nữa. Và bây giờ mình mới khui hộp luôn. Đó, làm clip để gửi đến anh khách và gửi đến tất cả mọi người luôn. Đó, lâu lắm rồi mình mới được sờ vào một cái bộ combo mà nó gọi là xịn như thế này anh em. Hơn 20 triệu anh em ạ, được thực sự luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Đó, thì anh em lưu ý là anh em chơi game trên Samsung Galaxy Tab S7 ấy, thứ nhất là nó không có khóa tài khoản nữa, thứ hai là hoàn toàn là chỉ gặp anh em mobile thôi. Anh em dùng bàn phím chuột mà lại chỉ gặp mobile thôi anh em biết. Đây, mình xoay cái Tab S7 ra cho chuẩn nhé. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ bóc ra nhé. Anh em yên tâm, hàng bên mình thì hàng chuẩn rồi, làm ăn uy tín từ xưa đến nay rồi đó anh em. Đó, ok luôn. Uầy, hơi khó ra một chút anh em ạ. Chặt quá nhỉ. Ok, đó, đây nhé. Ok luôn, mình sẽ bỏ cái vỏ hộp này ra. Và đây là cái gọi là máy tính bảng của chúng ta này. Uầy, được thực sự, to thế nhỉ, to hơn Tab S6 với cả Tab S7 thường ấy rất nhiều nha. Con này to thực sự luôn. Uầy, nó kiểu như là iPad anh em. Uầy, được thực sự. Nguyên siêu nhá, đó, anh khách và tất cả anh em đều thấy nhé. Còn nguyên siêu nhá, hoàn toàn còn nguyên siêu luôn. Ok, mình sẽ bỏ ra đây. Và anh em có thể thấy là phụ kiện của nó này, gồm có nó tặng cho chúng ta một chiếc bút này. Bút nhé. Ok, bút pen này. Và tặng cho chúng ta này một củ sạc này. Củ sạc đấy thông số là 5V 2A hoặc là 9V 1,67W, 10W, công suất tối đa 15W anh em nhé. Đây, mờ quá nha. Đó, anh em thấy chưa? Và nó tặng cho chúng ta này hộp giấy này, không có gì nhé. Cũng giống như cái máy khác thôi, cáp sạc này. Cáp sạc chuẩn của nó là Type A to Type C anh em nhé. Chắc chắn lắm, nói chung là cáp sạc của Samsung dùng thì rất ok. Rồi, và tiếp theo cái phiên bản này có sim anh em nhé, tặng cho chúng ta là quét dọc sim này và giấy hướng dẫn sử dụng nhé. Và tiếp theo tặng cho chúng ta cả một chiếc tai nghe này. Đây, tai nghe này không phải của AKG anh em nhé, tai nghe này của Samsung thôi, không phải là của AKG anh em ạ. Đó, tặng tai nghe này và rất nhiều nút này, tai nghe của Samsung nhé. Tai nghe này thì thực ra để nghe nhạc thì ok đấy, còn để chơi game thì mình đánh giá không ok đâu, mình test thử rồi, không ok mấy đâu. Anh em dùng con này ok hơn nhiều nhé. Cho anh em nào dùng những cái con xịn sò rồi thì anh em dùng mấy cái tai nghe của Samsung chơi game không ok mày đâu, anh em để nghe nhạc thôi chỉ được nhé. Rồi, ok, mấy cái đống này mình vứt sang một bên nhé. Đó, tí mình sẽ đóng lại cho anh khách và gửi lại cho anh khách nhé. Bóc ra test luôn. Đó, và đây nhân vật chính của chúng ta này, được thực sự. Và bây giờ mình sẽ bóc ra nhé. Đây, bóc ra ở đây này, anh em và tất cả anh khách thấy còn nguyên siêu luôn nhé, tất cả còn nguyên siêu luôn. Rồi, ok. Đấy, 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 anh em thấy chưa? Bóc ra sướng chưa? Wow. Wow. Trước thì nhiều anh khách đặt mấy cái iPad, máy tính bảng lắm, nhưng mà anh ấy yêu cầu nguyên siêu. Đấy, không muốn mắc phím. Ok chưa? Wow, màn hình to thực sự. To hơn cả cái vỏ hộp HandJoy K5 ạ. Tí mình sẽ so sánh với cả tại cái Tab S6 nhé. Và bây giờ mình sẽ kích hoạt này anh em nhé. Ui, được thực sự luôn anh em ạ. Ui, cái máy này mà chơi game thì cũng phải gọi là nó đã. Nhìn cái màn nó to không thể tưởng nổi, to như iPad luôn, nó sướng kinh khủng luôn anh em ạ. Ui, Tab S7 nó khỏi gọi là nó phê kinh khủng luôn, xịn thực sự. Đó, nên Samsung rồi anh em nhé. Ôi trời ơi, nhìn sướng quá. Và bây giờ mình sẽ vứt sang một bên nhé. Đó, để cho nó kích hoạt nha. Đó, trong quá trình kích hoạt mình sẽ bóc những người khác em nhé. Đấy, ok, nên rồi nhé. Đó, nên rồi nhé anh em nhé. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ để nó sang một bên nha anh em nhé. Đó, để tí mình sẽ kích hoạt và tải game rồi demo cho anh em nhé. Ui, máy nó đẹp thực sự luôn. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ bóc những cái ví dụ là chuột này, đây, con chuột HandJoy này. Đó, anh em thấy gì? Con chuột HandJoy này của nó đây. Ui, xịn quá anh em ạ. Con chuột HandJoy nhé. Ok, đó, chuột HandJoy có thế này thôi, bên trong nó không có gì đâu. Con chuột thôi anh em nhé. Đó, chuột này. Đấy, anh em về anh em bóc cái lớp ni lông này ra, tí mình sẽ bóc luôn cái lớp ni lông này ra cho anh khách để mình test xem cái độ dê chuột trái chuột phải xem là ok chưa. Đấy, mình phải này cho dân anh khách xịn này, mình sẽ phải bóc hết mấy cái này ra này để test cho anh khách lấy được những cái con chuột chơi game là tốt nhất để dành cho những cái anh khách gọi là xịn sò của bên mình nhé. Đó, chứ là bình thường thì nó dùng cũng vẫn ok thôi, nhưng mà mình muốn test cho nó trải nghiệm nó ok nhất. Đây, đây củ sạc này, củ sạc HandJoy, củ này sạc 18W anh em nhé, 18W nhé. Ok luôn, cáp bọc dù luôn, cực sạc này, thực sự luôn. Anh em không chỉ sạc HandJoy Calam đâu, sạc điện thoại các thứ cũng rất là ok nhé. Anh em thích sạc cái gì cũng được nha. Đó, ok chưa? Đây, cục sạc bọc trong lớp ni lông nhé. Đó, ok nhé. Của HandJoy logo đây, đó. Type-C to Type-C anh em nhé. Rồi, 18W luôn. Cái này thì mình hay dùng rồi, đó bở ra thôi. Thông số đó đây. Ok, ni lông này, cục sạc này mình sẽ để nguyên ni lông cho anh khách nhá. Và đây cáp sạc này, bọc dù này, Type-C to Type-C nhé, hỗ trợ sạc nhanh 18W anh em nhé, xịn thực sự luôn đúng không? Và sạc này cũng rẻ chứ, sạc này cũng không đắt mấy đâu, cũng rẻ lắm anh em ạ. Rồi và tiếp theo mình sẽ bóc con Calam nhé, đó, bóc con Calam này, à, nguyên siêu luôn, đằng nào mình cũng phải bóc ra độ cho khách hàng mà. Anh khách này độ thôi, anh ấy độ thì anh ấy con này mình bây giờ nó được sử dụng Z Switch sẵn rồi nên là anh thích em là mà thích yên tĩnh hẳn thì anh em dùng cái Z Switch cũng được. Còn đâu như anh em dùng cái con anh khách này dùng cái con HyperX Cloud 2 này thì thực ra cũng không cần phải độ Switch tại vì nó không thu tiếng mà tìm chuột vào đâu. Đó. Đấy, cái tai nghe này nó nặng âm rất tốt nên là anh em nào mà có điều kiện thì có thể độ lên để cho nó ra cái chất lượng bấm nó tốt hơn thôi và âm thanh nó kêu nó nhỏ hơn, đỡ ảnh hưởng đến người khác thôi. Rồi, ok, đây là nguyên siêu của cái con HandJoy Calam nhé. Đấy, HandJoy Calam này mình chưa? Đấy, đồ tàu đấy, ông tàu ông ấy làm tốt hết. Bên trong là tặng một cáp này, Type-C to Type-C HandJoy nhé, rất là tốt luôn. Cáp này cũng hỗ trợ sạc nhanh luôn, truyền dữ liệu rất ổn định anh em nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy HandJoy Calam ra, đó bên trong hết rồi nhé. Đây là sản phẩm chính của chúng ta này. Nhiều anh em hỏi tại sao mình cứ dán cái giấy này, không phải mình dán đâu mà bên HandJoy họ dán để cho khi di chuyển ở đợi bung ra thôi. Thì tí mình sẽ bóc ra để test cho anh em nhé. Đó, nó sử dụng Z Switch nhé. Trước là nó dùng Low Switch nhưng bây giờ nó sử dụng chuyển sang Z Switch thôi. Bấm cảm giác nó sẽ ok hơn, tiếng ồn nó sẽ nhỏ hơn, hành trình phím các kiểu nó sẽ ok hơn so với Low Switch cũ. Đó, tiếng phím cơ anh em nhé, xịn thực sự luôn nhé. Ok, mình sẽ để luôn sang một bên nhé. Rồi. Tiếp theo là cái con tai nghe HyperX Cloud 2. Đấy, nguyên siêu anh em nhé. Đó. Bảo hành chính hãng của bên mình luôn, của Hyper luôn. Rồi, ok, nguyên siêu nhé. Bây giờ mình sẽ rạch siêu ra nhé. Đấy, test luôn, mở hết cho anh khách. Tại vì mấy cái đồ này mình gửi vào Trình Minh mà, nên là mình sẽ phải test hết tất cả các thứ để gửi cho anh khách một cái bộ phụ kiện để anh khách có thể trải nghiệm một cách nó ok nhất và không có một lỗi lầm gì để anh khách đỡ phải gửi đi gửi lại ấy. Nó mất công, nó phiền phức ra. Đấy, tuy nó bị mất siêu thì thôi nhưng mà anh em lấy về dùng nó sẽ ổn định nhất nhé. Rồi ok, đây là vỏ hộp của chúng ta này. Bên trong này nó sẽ tặng cho chúng ta này một cái giấy gì của Hyper gì đấy. Có tiếng Việt nhé, anh em nhớ, có tiếng Việt nhé. Rồi. Ok, đây. Gì anh em? Thôi bỏ đi. Đây là giấy hướng dẫn sử dụng gì đấy anh em ạ. Đó, hướng dẫn cắm iPad, iPhone, điện thoại này, máy tính này. Đấy. Ok nhé. Rồi. Bây giờ này, bên trong của nó sẽ có đây. Uầy, mượt lắm anh em ạ, sờ vỏ hộp này xịn thực sự. Đây, một cái nhựa bảo vệ. Tiếp theo là nó tặng cho chúng ta một cái mút này, đây, cái bẩn này, mình đặt ra nhé. Cái mút nỉ này, mình đang dùng mút da. Anh em mùa đông này dùng mút, mùa hè anh em nên dùng mút nỉ nhé. Mùa đông anh em dùng mút da thì nó sẽ ok hơn. Mới để thay thế nhé. Mút này cũng mấy trăm nghìn một cái đấy, cũng không phải rẻ đâu. Bên Hyper bán đắt quá anh em ạ. Rồi ok. Tiếp theo đây, bên trong chúng ta có một cái mic này. Đấy, mic có lỗ cắm 3.5 để cắm vào tai nghe nhé. Rồi mình sẽ để đây nha. Tiếp theo này, wow, anh em nhìn nhé, còn nguyên siêu nhé, tất cả đều là đồ xịn luôn. Đó, ok luôn. Chân mạ vàng chưa bị cắm một tí gì nhé, không bị xước một tí gì luôn. Ok nhé, đây là cái tay cái HyperX 2 này. Mic thì anh em cắm vào cái lỗ này thôi. Đó, mic có cái lỗ 3.5 này, anh em cắm vào đây thôi. Đâu nhá. Đây. Đây đây chứ. Đó, anh em cắm vào đây thế này thôi. Ok, đó, cắm chặt vào là được nhé. Đây này. Đó, anh em cắm chặt vào nó sẽ như thế này nhé. Rồi, bỏ cái nhân vật chính của chúng ta ra đây. Tiếp theo này, một cái vỏ nhựa này, bỏ lốt nhé, và tặng cho chúng ta một cái túi này anh em nhé, một cái túi này. Đó, một cái túi và một cái đây nhá, đây cái này anh em dùng máy tính thì cái này cực kỳ quan trọng luôn. Đó, cái này cái sao cạc nhé, sao cạc giả lập âm thanh 7.1 anh em nhé, nó giả lập thôi chứ không phải là âm thanh 7.1 đâu, âm thanh 7.1 chỉ nó phải lên đến 5-6 triệu cơ. Và cái này giả lập thôi, kẹp vào nhé, cái này anh em cắm vào máy tính đây, sau rồi anh em nồng dây qua đây rồi cắm cái nỗ 3.5 của cái thằng Hyper này, đó cắm vào đây. Đó, rồi anh em ấn nút 7.1 thì là nó sáng lên, thì là bật 7.1, ấn nút này tắt âm lượng điều khiển ở đây, âm lượng mic này, âm lượng tai nghe này, rồi và có gạt này, tắt mic này, mở mic này. Đó, rất tiện luôn đúng không? Xịn thực sự luôn. Đó, thì anh em dùng trên điện thoại, dùng trên HandJoy K5 ấy thì anh em bỏ cái này nhá. Anh em dùng trên HandJoy K5 thì anh em cất cái này đi, anh em dùng cho mình cái này thôi, tại vì trên cái con HandJoy K5 ấy nó có hỗ trợ này, hỗ trợ giả lập âm thanh 7.1 luôn. Đó, hỗ trợ luôn và nó sẽ giúp chúng ta nghe âm thanh rất tốt luôn. Anh em ấn nút này thôi, nghe âm thanh nó sẽ vòm vòm ấy, nghe nó rất đã luôn. Anh ấn nút này nó sẽ tắt, nhưng mà anh em phải làm quen nhé mới dùng được cái âm thanh của con K5 này ok nhé. Anh em mà không làm quen được thì dùng nó rất chán nhé, dùng nó kiểu nghe tiếng chân nó ở xa nhưng mà lại nghe kiểu ở gần ấy, nên thành ra mình đoán hướng địch nó kiểu như là nghe nó xa nhưng mà lại cứ cảm giác ở gần đấy. Anh em phải tập luyện để nghe được cái khoảng cách của nó lại từ đầu thì nó mới ok nhé. Đó, đây nó hỗ trợ là cắm chuột này, cắm vào máy tính bảng này, sạc này, ok luôn. Thì ở đây mình đã setup các thứ xong rồi, đã map phím ở trên cái con Tab S7 này rồi, và đã độ ở trên cái con HandJoy K5 rồi, và đây là cả cái bộ phụ kiện này anh em nhé. Rồi, đầu tiên thì anh em sẽ cần phải kẹp cái máy tính bảng này lên cái giá đỡ nhé. Anh em nhìn này, máy tính bảng to lắm anh em ạ. Đây là cái Tab S6 của mình anh em nhé. Đó, anh em ơi nhìn thấy nha, đây là cái Tab S6 của mình này, cho vào này, ui nọp thỏm luôn ở trong cái Tab S7 luôn ạ, to lắm anh em nhìn này, ui to thực sự luôn. Cái dòng blur này to thực sự luôn anh em ạ, dùng quá phê luôn, thề với anh em luôn, chơi màn hình 120Hz quá phê luôn anh em ạ. Đó, kẹp vào này thì cái giá đỡ này của mình này, em nhìn này, kẹp cái con máy tính bảng này vào mà nhìn giá đỡ của mình mà nó bé tí luôn. Ui, dòng blur sướng quá, bao giờ có tiền nó mua được không anh em. Rồi, tiếp theo là cái con HandJoy K5 này, thì cái củ sạc mình đã cắm vào cái củ sạc này, mình đã cắm vào ổ điện rồi anh em nhé. Đó, và đầu còn lại này mình chỉ cần cắm vào đây thôi, ok luôn. Đó, HandJoy K5 của chúng ta lên nhé, dùng rất đơn giản đúng không. Tai nghe đây, đây tai nghe Hyper này, Cloud 2 vẫn còn nguyên siêu, chưa nghe một lần nào đâu anh em nhé. Đó, bây giờ mình sẽ cắm vào mình test thử xem là nó có ok không nhé. Đây, em cắm vào cái nô 3.5 này cho mình này. Đó, cắm nỗ zin đầu tiên luôn. Rồi tiếp theo là cái con chuột này, đây con chuột HandJoy nhé. Đấy, con chuột bên tay phải này mình sẽ cắm vào đây nhé, ok luôn. Đó, nên hình con chuột này là ok này. Rồi tiếp theo của cái con chuột này thì là nó có cái lớp ni lông này, dùng nó rất là chán luôn. Đấy, thì xin phép anh khách là mình bóc luôn ra nhé, để trải nghiệm, để test cho nó thật nhất nhá. Đó, thì đằng nào về anh khách cũng phải bóc ra đúng không. Đấy, thì mình xin phép mình bóc trước để sử dụng cho ok nhá. Đó, là con chuột của mình, à con chuột của anh khách. Đấy, ok nhá, bóc ra thì sử dụng là mới ok được anh em ạ. Gì là mới không bị rít. Đó, ok, ui gì trơn thực sự luôn. Rồi tiếp theo là cái đầu Type-C to Type-C anh em. Đó, thì một cái anh em cắm vào cái HandJoy K5 cho mình nhé. Đây, một cái anh em cắm vào cái HandJoy K5 cho mình này. Rồi còn cái còn lại này anh em cắm vào đây cho mình. Đó, ok luôn. Đấy, thì anh khách lần sau anh khách cầm về chỉ cần cắm vào thế này chơi thôi, nó hỏi như là anh em cứ thoát, anh khách cứ thoát ra cũng được nha, không ảnh hưởng đâu. Đó, đây là máy tính bảng này anh em nhé. Đó, ok nhé. Đó, ok luôn, xịn thực sự luôn anh em ạ. Đó, xịn chưa. Uầy, đây, cảm ứng được ở trên đây nhé. Anh em nhìn này, mình gì này, đây gì này, đó gì à đây, ở đấy không gì được, ở ngoài này này, đó gì này, đó ở ngoài này, ở trong đây có mỗi một trang thôi. Rồi bây giờ mình vào test cho anh em và anh khách xem này. Tiếng chưa có, mình sẽ mở to tiếng lên một chút nhé. Rồi ok, âm lượng này. Đó, anh em thấy có tiếng chưa, tiếng ở trong tai nghe chưa. Đấy, có tiếng ở trên đây rồi nhé, hoàn toàn nào tai nghe hoàn toàn ok này. Mình sẽ nghe thử xem là tai nghe nó hoạt động có ok không. ok luôn, nghe sướng như cái tai mình đang dùng luôn em nhé. Đó, tai mình sẽ để đấy nhé. Rồi, mình sẽ demo một chút cái phần kìm tâm để anh khách và tất cả anh em cũng biết. Thì ở đây mình đang để nhé là súng đạn 5 ấy, súng đạn 5 mình đang để nó ghim theo cái phong cách chơi của mình. Đấy thì mình cũng không biết anh khách là phong cách chơi như nào, nhưng mà mình đang để theo cái phong cách của mình thì anh khách có thể về tùy biến theo video của bên em cũng được nhé. Thì đầu tiên là số 1 này, config số 1 này. Em đang để là đây là cái số 1 này này. Đó, config số 1 này, em đang để là M4 hoặc là Skyline hoặc là AUG hoặc là QBZ hay sao ấy. Đó, cái súng mà nó không táp ấy, súng 30 viên nhặt ở trong shop ấy là số 1 nhé. Số 2 là những cái súng auto táp như mini hoặc là M16 nhé. Và số 3 là để AK này, Groza này, M762 này. Số 4 là để đạn 5 hoặc là đạn 4.5, số 3 ấy là đạn 7 nhé, còn số 4 là đạn 4.5 với đạn 9 nhé, kiểu Uzi hoặc là súng 31 trong hấp nay hay gọi ấy. Đó, mình cũng quên bố là tên là gì rồi. Đây mình sẽ sấy từ M4 cho mọi người xem này. Đây mọi người có thể lại đây. Đó. Đây mình nhấc cả chuột lên nhé. Đây ví dụ nhấc chuột này, mình đang để ghim nó. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, tầm nó kiểu rất là ok nhé. Tầm nó không đi mày đâu, nó ở cái mức nó vừa phải thôi. Đó mọi người thấy chưa? Đó, mọi người chỉ cần kiểu tay một tí nữa thôi là tầm gần như là được y một chỗ luôn. Đấy. Ok chưa? Nhìn tầm đứng chưa? Rồi tiếp theo AK này, AK thì là đây thì anh khách dùng này, ví dụ 1 này, súng số 1 M4 này, 2 AK này, 3 này, đó. Hiểu chưa? AK thì Z Dog là đứng im 100% này. Đó, rất ok nhá. Ví dụ ở đây này, em đang bán này, đang sấy này, 4 một phát này. Đó, sẽ tự tắt kìm tâm nhé, tự tắt kìm tâm luôn, đang sấy này, ví dụ đang sấy đúng không? Đây ví dụ em lấy súng ra em bắn cho mọi người xem này. Đó, đang kìm tâm này đúng không? Đang kiểu tâm này đúng không? 4 phát này, tắt kìm tâm này. Đó, lấy bom ra tự tắt kìm tâm luôn. Ngã này, ngã đổi bom nhé. Đó, ngã đổi bom này. Đó, ngã đổi bom này. Và cái này này, thu cốp này. Đây ví dụ em thu cốp này. Đây thu cốp là F3 này. Ok luôn nhé, thu cốp là F3 này. Và đổi cốp này, ví dụ là đang 6x đúng không? Mình muốn đổi sang Z-Dog đúng không? F1 phát này, tự đổi sang Z-Dog này, F3 phát này, tự F2 phát này, tự đổi sang X6 này. F1 phát này, tự đổi sang Z-Dog này, F3 phát này, tự đổi sang X6 này. Ok nhé, hoặc là số 2 cũng thế nhá. Đang Z-Dog đúng không? F1 phát này, đưa về chấm ruồi này, F3 phát này. Đó, F1 phát này. Ok nhé, rất là đơn giản đúng không? Dùng rất dễ luôn. Đó, nó chỉ có mấy cái chức năng gì thôi. Rồi, và mình sẽ test cho anh em xem cái con M16 này nhé. Đó, súng M16 thì anh em nên để về đơn thì chơi là sẽ ok nhất nhé. Và M16 mình để config là 2 này, mình chỉ ấn 1 2, đó, nó sẽ chuyển sang auto tab nhé. Đây ví dụ là mình chuyển súng này, nó sẽ đổi sang số 3, chuyển súng đổi sang số 2 này mọi người thấy chưa? Đó, ấn số 2 phát này, tự đổi sang số 3, config của AK này. Đó, AK này là X6 còn chưa kéo các anh em ạ. Đây. Uầy, xảy ra cá kinh chưa? X6 đấy. Đây, mình sấy thử 100m cho mọi người xem này. Được chưa? Được của nó. Rồi tiếp theo đổi sang M16 này. Táp kinh chưa? Đó, thay đạn và táp táp này. Đây, ví dụ mình đang ngái này. Đó, mình thích ném bom này. Đó, tát táp nhé. Mình giữ bao đâu được, tự tát táp, tự tắt kìm tâm nhá. Ok nhé, ấn Ctrl này, hủy bom này. Rồi, ok, sấy này. Đó, rất easy luôn đúng không? Uầy, M16 táp mọi người thấy đều chưa? Thề với mọi người luôn là cái con trên Tab S7 Plus này này, táp nó cực kỳ ngon luôn, cực kỳ đều luôn. Đều hơn cả Tab S6. Tab S6 mà để mà so về auto táp còn thua con này xa luôn. Uầy, con này táp kinh khủng luôn mọi người ạ. Đều kinh khủng luôn, bắn phê cực luôn. Ôi M16 này bá quá, bá quá, bá quá. Ok mọi người, ở đây mình đã vào một trận 1-4, mình sẽ test thử táp cái khẩu M16 cho mọi người xem nhé. Đó, thì mình chiều nay ấy, mình phải gửi sớm cho anh khách ấy, thế nên là không có thời gian nhiều để đấu hạng các thứ cho anh em. Thế nên là mình xin phép là test đấu 1-4 nhé, để mọi người biết là chơi cái phụ kiện này nó mượt và nó ngon như thế nào, và nghe tiếng chân các thứ nó sẽ như thế nào nhé. Anh khách ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh cơ, thế nên là mình phải làm nhanh gửi sớm cho anh khách. Thì bây giờ là 1 giờ rồi, phải làm thật nhanh để gửi sớm cho anh khách mọi người ạ. Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy auto tab chưa? Bên phải có người nhé, rất rõ luôn. Bên phải vẫn còn người sao, mình ù tai nhưng mà nghe nó khá là rõ mọi người ạ. Đây 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 đây. Trên này có người anh em mọi người ạ. Mình khá ù tai. Đang bị ù tai mọi người ạ. Trên này vẫn còn này. Còn nữa mọi người ạ. Thay đạn nấu hết rồi. Mình thay đạn mãi không xong mọi người ạ. Thái đạn không dám ra bán mọi người ạ. Dưới này có đây. Không còn mọi người ạ. Ú yếu máu hơn nó. Biết thế mình để hồi máu tí nữa thì ra đánh ngày 2. Ú để mình bắn trúng thằng nhấp nháy. Thằng không nhấp nháy không bán. Đền thế nhỉ. Chết trên nút bay luôn mọi người ạ. Mọi người thấy khỏe không? Trên này có đây. Chết hết rồi mọi người ạ. Mọi người thấy bắn được không? Nghe gì tràn phê chứ nhỉ? Trên đây có người mọi người ạ. Dưới đây có người này. Ok, mình sẵn rồi. Ui, thực sự luôn. Bọn này bắn hay phết nhỉ. Bắn cho mình ù tai để đỡ nghe thấy tiếng chúng nó đó. Thắng rồi mọi người ạ. Rất easy luôn nhá. Ok mọi người nhé, mọi người thấy sao về cái bộ phụ kiện hơn 20 triệu của anh khách bỏ ra đầu tư để chơi game PUBG Mobile này? Mọi người có thể comment xuống bên dưới nhé. Cái bộ phụ kiện này thì mình nói luôn là chơi nó cực kỳ ngon luôn, cực kỳ sướng. Sướng hơn cái Tab S6 của mình rất là nhiều nhé. Mà chơi cái con này nó mát lắm anh em ạ. Nó không có bị nóng tí gì cả, chơi cực kỳ mát luôn. Máy rất là mát, có khi anh em không cần phải quạt tải nhiệt đâu. Chơi thề với anh em luôn, cái máy này chơi nó mát lắm, mát hơn Tab S6 của mình rất là nhiều nha. Chơi ngon, thực sự rất là ngon luôn. Cái con Tab S7 này, hoặc là Tab S7 cộng, hoặc là Tab S6, những cái con máy mà Android mà ngon ấy. Anh em mà mua phụ kiện ấy, mà anh em không mua phụ kiện HandJoy K5 độ ấy, thì thực sự nó là một cái quá là tiếc nuối luôn. Bởi những cái con máy nó đẳng cấp thì nó phải sử dụng những cái bộ phụ kiện nó đẳng cấp đúng không? Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Có gì anh em comment xuống bên dưới ý kiến cá nhân của anh em về cái bộ phụ kiện này xem nó như thế nào nhé. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều, anh em bye bye nhá. Nếu mà anh em có hơn 20 triệu anh em có mua bộ phụ kiện này không? Hay là anh em mua một cái PC để anh em chơi? Comment xuống bên dưới nhá. Bye bye anh em.